Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có cuộc sống ngày hôm nay. Với bàn tay và khối óc, Chúa cho con đi vào đời để mưu sinh và làm sáng danh Chúa. Mỗi ngày khi thức giấc, con cảm tạ Chúa, và đồng thời cũng là lúc con đối diện với những khó khăn trong một ngày mới. Nào là cơm ăn áo mặc, gạo tiền, nào là công việc làm, việc dạy dỗ con cái. Vì để ngày mai có chén cơm manh áo, hôm nay con phải lao động vất vả. Vì để ngày mai được vào nước trời, hôm nay con phải là người Kitô hữu sống tốt, sống chứng nhân giữa đời. Lạy Chúa, con không thể tự sức mình làm được những điều đó. Đôi lúc con tưởng chừng như gục ngã không thể vượt qua được. Chỉ có Chúa là nguồn sức mạnh, ủi an con. Con xin Chúa luôn nâng đỡ và chúc lành cho công việc của con ngày hôm nay và mãi về sau.